ngày con sinh ra đời, lòng cha sướng vui, tình yêu thương dâng trào vương trên khóe mắt. Tuổi thơ con hồn nhiên với biết bao kỷ niệm, nên cha dưới mái nhà ấm em. Cha thương con nhiều, thương con nhiều lắm, những lúc sai lầm con có biết chăng. Những trận đòn roi khi nước mắt con rơi, cha thấy lòng mình đau nhói. Cảm ơn con nhé người con dấu yêu, từng ngày mang đến cho cha niềm vui tiếng cười. Nhìn thấy con thành công vững bước trên đường đời, trong tim cha ngập tràn niềm hạnh phúc. Cảm ơn con nhé người con dấu yêu, rồi thời gian sẽ đưa cha về nơi rất xa. Cha muốn ôm con thật lâu, cha muốn hôn lên mái đầu. Con yêu ơi, mong con luôn được bình yên. Dạ em đây chị. Vâng, chị cứ mang hàng cho em như mọi khi. Thịt bò, thịt gà, thịt lợn chị thêm cho em 10 cân nữa, với một con cá chấm to ạ. Vâng, em lấy tiền rồi mang qua thanh toán cho chị luôn. Vâng ạ, em chào chị. Anh ơi, tiền ở trong két. À, anh vừa cầm tiền đi đặt cọc nhà rồi. Sao anh không nói với em để hai vợ chồng mình đi với nhau chứ? Thì em đang bầu bí, với cả người ta đang dục nộp nhanh để còn được hưởng khuyến mại. Anh cầm nhiều tiền thì phải cẩn thận đấy nhá. Rồi rồi rồi, anh biết rồi, anh đang lái xe nhá. Dạ. Ôi, có gì đâu. Máy móc lâu ngày không tra dầu mỡ nó khô không khốc. Bơm ít vào lại trơn tuột tuột ấy mà. Đấy bác xem, em đàn bà con gái chả biết gì, thành ra cửa giả nó cứ tự dưng khô khốc hết cả đi bác ạ. Mày của bác sang, bác tra dầu tra mỡ, eo ơi nó trơn tuột luôn được ý. Ờ, mà bác ở bên cạnh hàng xóm, thỉnh thoảng bác sang chơi rồi có gì giúp đỡ em. Chị em cứ sang nhà bác gọi em cũng ngại lắm. Có gì đâu, hỏng hóc gì nhất là đồ điện, cô cứ bảo tôi nhá. Vâng ạ, bác nói rồi đấy nhá. Vâng. À, bác, bác uống nước đi. Vâng. Em vừa pha xong đấy. Ngon không bác? Chè thơm ấy. Mà này, bác, sao hôm nay em nhìn da bác nó cứ xanh xanh kiểu gì ấy? Mấy hôm tôi cũng mất ngủ. Thế ạ? Chết. Cái tuổi dở dở, ương ương như anh em chúng mình là hay mất ngủ lắm ấy. Vâng. Kể ra mà những lúc như thế, nếu mà có người ở bên cạnh tâm sự chia sẻ, có khi nó cũng đỡ cô đơn bác nhở. À, mà em nói thật với bác nhá, mấy đứa con gái nhà bác ấy nó lớn rồi, rồi nó cũng phải đi lấy chồng hết. Nhất là cái Dương nhà bác ý, đã đến tuổi cập kê rồi. Thực ra thì nó cũng rất cần có một người đàn bà như một người mẹ ở bên cạnh để tâm sự này, chia sẻ này. Chứ bác đàn ông rồi không hiểu tâm lý của con gái, còn nó không tâm sự được, rồi có ngày Thôi chết rồi. Gì đấy? Tôi quên đi đồ, tôi về tôi lấy đã. Ông ấy đang chạy xe đấy, chỉ gọi ít thôi. Chị ơi, chỗ này còn một tí, em vét nốt nhá.
ngày nào cũng hao hào như thế này, cuối tháng chị khó hạch toán lắm. Chị thì kinh rồi. Tại sao chị không hạch toán với nhà ngoại chị ý? Lúc nào cũng nhà chồng, nhà chồng, nhà chồng. Anh ạ. Ừ, em à, hôm nay anh có mối hàng lên tỉnh, anh về muộn đấy nhá. Sao anh đi không nói gì với em cả? Bởi vì anh đang đi vội quá. Anh cầm nhiều tiền đi thì phải cẩn thận đấy nhá. Ừ, anh biết rồi, anh đang lái xe, thế nhá. Vâng ạ. Em vào nhá. Em vào rồi đừng còn nhấn nữa nhá. Em in sẵn kịch bản mang vào đây cho anh đọc đây này. Ừ, cứ để đây cho anh. Anh đọc luôn anh nhá. Ừ. Anh ơi, mà sao tự nhiên hôm qua chị nhà anh lại xuất hiện đột ngột thế? Ôi, em sợ hết cả hồn. Ừ. Mà không hiểu tại sao vụ lại đánh hơi nhanh như thế. Thôi thôi anh ạ, à, em nghĩ là em sẽ không đi công tác công tiếc gì nữa đâu. Nhỡ chị mà hiểu lầm là chết, em sợ lắm. Ờ, đến anh còn sợ nữa là lần này mũ bắt được ấy là đứt. Vâng. Đứt luôn. À đấy, kịch bản quảng cáo bên dược người ta duyệt rồi anh ạ. Ờ, anh đạo diễn còn bảo là em rất là có tiềm năng nên thử vai. Thế ý anh sao? Vấn đề là khách hàng người ta yêu cầu gương mặt thương hiệu, chứ còn cần gì vô danh. Thì ai muốn có danh mà chả cần phải có lần đầu hả anh? Hay thôi, vụ này mình cứ để cho anh đạo diễn anh quyết đi. Anh nhá. Anh nghe đây mình. Ừ, anh nhớ rồi. Tối nay anh ăn cơm nhà. Mấy hôm không thấy anh sang chơi, có chuyện ôi gì à? Trời ơi anh ơi, nhà thì ba con vịt rời, mà vừa rồi tôi đọc được một bài báo, có một con bé mới 19 tuổi mò vào nhà nghỉ bị bố nó bắt sống anh ạ. Tưởng chuyện gì, trẻ con bây giờ nó khác lắm, nó coi cái chuyện vào nhà nghỉ là chuyện bình thường. Bình thường làm sao được hả anh? Toàn một lũ vắt mũi chưa sạch, nhỡ dính bầu ra đấy thì học hành tương lai thế nào ạ? Thế thì tôi mới bảo bọn trẻ con bây giờ nó nghĩ khác mình lắm. Nó hiểu biết lắm. Trong túi chúng nó lúc nào cũng có một nắm bao cao su thế này. Thế à? Ok. Thật 100% mà. Đấy như cái thằng Vũ nhà tôi từ hồi nó còn học cấp 3 cơ. Lúc mà gia đình tôi còn ở Sài Gòn ấy, nó đưa con gái về nhà, nó hôn hít nhau đàng hoàng trước mặt vợ chồng tôi. Hai vợ chồng nói mãi rồi đành phải chịu thôi. Từ khi học cấp 3 ấy hả anh? Vâng. Rồi đến khi nó đi du học ở nước ngoài thì coi như là vô phương cứu chữa. Tôi sang thăm nó, ngày nào cũng dắt một đứa về. Nó chửi nó thì nó bảo là bọn con gái nó cứ lao vào, bố chửi chúng nó, bố chửi gì con. Thế rồi thì thôi thì cũng đành chịu, khuất mắt thôi. Nói thật với anh, từ khi sang thăm nó về, lúc nào tôi cũng chuẩn bị tinh thần mình sẽ là ông nội. Đến giờ đến khi nó về nước, gia đình tôi chuyển ra Bắc, và đến tận bây giờ cũng có sao đâu. Vâng. Thế nên tôi mới nói là bọn trẻ bây giờ nó khác lắm. Cái nó nghĩ với cái mình nghĩ nó không giống nhau. Gay thật. Gay cái gì? Thế như này, thế các cháu bên nhà nó có chuyện hay là anh vẫn cứ nói chuyện bài báo đấy? Ờ, chuyện bài báo thôi anh ạ. Rồi. Nhưng mà vẫn cứ gay. Thế à? Ôi,
Kìa, ôi anh Khải, anh làm sao thế này ạ? Anh làm sao đây? Anh mất rồi. Ôi, mất cả rồi. Anh làm sao đây? Hả? Mất cả rồi. Thôi, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Mất cả rồi, mất cả rồi. Làm sao giờ em? Mọi chuyện thế nào? Anh nói cho em nghe đi. Thì khi chiều lúc anh đánh hàng về cũng muộn muộn, định đi tắt qua để đóng cho kịp tiền nhà chung cư ấy, thì anh bị chúng nó gài. Anh xuống xe để giải quyết thì bị nó đánh úp. Chúng nó lột sạch. Anh đã báo công an chưa? Thì báo thì cũng có ích gì. Nhục quá, bao nhiêu công sức tiền của hai vợ chồng. Chúng nó còn đánh anh ở đâu nữa không? Hay là nghe em đi bệnh viện đi cho yên tâm ạ. Chúng nó muốn cướp tiền. Chúng nó chỉ táng anh một phát vào đầu thôi. Thế là may rồi. Còn người còn của. Vợ chồng mình lại cố gắng tiếp vậy. Vậy em không trách anh. Có phải anh muốn bị cướp đâu. Dù sao vẫn phải báo công an anh ạ. Được rồi, ngày mai anh sẽ đi báo. Huyết áp hôm nay ổn định rồi đây nè. Anh thấy chưa? Ăn uống mà có kiêng cử nè, điều độ hơn, có cải thiện hẳn. Huyết áp của anh vẫn ổn. Chỉ từ khi thằng này nó về nước nó mới làm anh tăng sông đấy. Thiệt tình à. Nhà có mỗi đứa con mà anh khắt khe với nó quá. Hai cha con đâm ra khắc khẩu, nhà không có được vui. Thế anh nói sai à? Em tính xem. Nó về nước được mấy tháng rồi, toàn chơi bời lêu lổng. Bảo nó ra công ty để làm thì nó không ra, nói rát cả cổ mà nó không nghe đâu. Ừ, nhưng nếu công việc công ty không thích hợp với nó thì sao đây? Anh, hay là mình tìm cái công việc gì thích hợp, hoặc là con nó thích cái gì thì mình cứ bố trí cho con nó làm cái đấy. Em nói thế mà nghe được à? Đây là công sức cả đời của anh. Bây giờ nó bảo nó không thích, sẽ để cho người ngoài à? Mà nó đâu rồi? Chắc còn đang ngủ á. Để em lên kêu nó nha. Em đứng im đấy. Để anh lên. Không nói lại dựa hơi. Thằng này không nghiêm không được. Ôi dậy đi. Thôi mà. Dậy đi, sáng lắm rồi. Dậy đi. Bố, đau quá bố. Gì thế bố? Anh ơi. Này đèn quá nhở. Về có bị vợ hoạch hoẹ không? Còn muốn vay nóng không? Mỗi tội lãi chặt xít đấy.
Em làm sao đấy? Có chuyện gì? Hồn ý. Còn em thì làm cho anh bị hấp hồn đó. Khéo ghê cơ. Mà nhá, lần sau nhá, có đi đâu ý, mình đi ra ngoài, không về nhà anh nữa đâu, em sợ lắm. Biết rồi, nói mãi. Nhớ gọi cho em sớm nhá. Bye bye anh. Về nhà nhắn tin anh nha. Ok anh. Con đã sẵn sàng, xin bố chỉ dạy ạ. Cái bạn này của mày bao nhiêu tuổi? Tên là gì? À, thiệt tình mà nói, con chưa kịp hỏi luôn ạ. Này, lúc trước mày đi học, mày bừa bãi như thế nào tập kệ mày. Còn khi đang về ngôi nhà này, nhá, mày không được phép dở cái thói đồi bại ấy ra. Người ngủ ở trên giường của mày không ai khác ngoài vợ mày. Cha con nói nha, có vài câu thì ầm ĩ lên. Em xem đấy, nó đưa một đứa con gái không biết tên biết tuổi về nhà ngủ đấy. Rồi, được rồi, con hứa là lần sau con sẽ không dắt về nhà mình nữa. Với con sẽ cẩn thận hỏi tên, tuổi, địa chỉ, bố yên tâm ha. Vua. Dạ. Mày gần 30 tuổi rồi, mày phải có trách nhiệm với những mối quan hệ của mày, và trách nhiệm với cái gia đình này nữa. Nếu như bố cứ tiếp tục bắt con quay giấy tờ công ty thì tao sẽ không nhân nhượng mày nữa. Ngay ngày hôm nay đến công ty làm việc. Thôi mà mình, Bà dung túng đến nhiều quá rồi đấy. Thôi được rồi, con hứa với bố là tuần sau con sẽ làm. Hôm nay á, con có công việc mà. Mình à, thôi đừng có nóng. Đó, con hứa là đầu tuần vào công ty làm việc nha. Đừng có nóng nữa, nóng là tăng xong đấy nha. Tuyệt vời. Hình như là kiếp trước con đã giải cứu cả một dãy ngân hàng hay sao, mà kiếp này con được làm con của mẹ. Con xin phép bố mẹ cũng đi ạ. Uống miếng nước đi mình nha. À, bác Sơn đúng không ạ? Đúng rồi, bố. Dạ, con chào bác. Lâu lắm rồi mới gặp. Mà này, ra Bắc lâu rồi mà vẫn đặc giọng miền Nam cháu nhỉ? Tại vì bố của cháu bỏ mẹ con cháu trong Nam lâu quá, cho nên bị thay đổi giọng ạ. Anh đến rồi đấy ạ. Vâng, chào anh. Giờ để con dắt xe giùm bác nhé. Giúp bác.
Dạ, con gửi bác. Rồi, bác xin. Dạ, con xin phép bố và bác con đi công việc xíu ạ. Cao to đẹp trai thế này, chả trách. Đau đầu với cái thằng danh con này đấy. Tôi thấy chị Giang bảo là đường nước nhà anh bị hỏng, tôi qua xem thế nào. Cứ vào uống nước đã. Vâng, vâng. À đây. Đi đi em. Cái đoạn này có sửa được không? Sửa cái gì hả em? Thay vai. Thay vai là thay vai thế nào? Thế em làm cái cô áo hồng này à? Đúng rồi. Em là một trong năm cô. Ôi. Mà cái vai này nó phụ quá. Nó còn không cả có tên cơ. Sao hôm trước anh bảo là em sinh ra là để đứng trước ống kính cơ mà? Đúng rồi. Đứng cùng người khác hoặc đứng sau lưng người ta. Lần trước anh rủ đi cắt tinh, em bảo em bận, anh cắt tinh được người khác rồi. Thôi được rồi, coi như là hôm nay em ở đây để giám sát hiện trường, rồi kiêm nhiệm luôn vậy. Chuẩn luôn. Chả chuẩn cái gì cả. Em còn chú áo hồng đúng không? Ra thay đồ đi nha, đứng ngay đằng đó, xong rồi ra tự make up đi nhá. Đây, ra kia thay đồ với chị nhá, em đi rồi, tôi cũng thay xong rồi. Không hỏng hóc gì đâu chị ạ, chỉ là do lâu ngày dầu mỡ nó bám vào thôi. Dạ, cảm ơn anh. Ra ngoài này chị có nhớ Sài Gòn không? Em thì ở đâu Âu đó anh ơi, chị có thằng Vũ nó quen với nếp sống ở trong kia. Anh biết không, hai vợ chồng em cản mãi. Chứ hôm nó về nước á, nó còn đòi vô trong kia lập nghiệp đó. À thế à? Thôi, anh ngồi uống nước với ông xã em nha. Vâng. Anh xin nước đi. À. Sao không bảo thằng Vũ nó đỡ cho? Úi dồi ôi, nó cái lông ba lông bông, có khi cả tháng chả gặp mặt nó. Mà cứ gặp mặt nó là tôi lại sôi máu lên. Công ty nhà thì như thế, bảo nó làm nó có chịu làm đâu. Lật pha lật phất, lật pha lật phất. Nó là khoảng cách thế hệ đấy ông ạ. Tôi cũng thế thôi. Nhiều lúc không thể hiểu nổi bọn trẻ bây giờ nữa. Con út nhà tôi ấy, nó bảo là tôi không tin nó, nhưng những thứ mình nhìn thấy không biết phải tin thế nào nữa cơ. Ông thì ba đứa con gái, vất vả gà trống nuôi con. Nhưng mà dù sao thì con gái nó vẫn dễ bảo. Còn đây tôi có một thằng độc đinh ấy, chiều lắm mà đâm ra là ích kỷ ỷ lại. Mình đến tuổi nghỉ ngơi rồi mà có được nghỉ đâu. Còn nó thì trẻ khỏe, nhưng mà toàn dùng sức khỏe vào những việc đâu đâu. Cứ cười cho nó cô vợ là xong không ạ? Chắc gì anh. Đúng là vất vả nhất là làm bố mẹ. Chả bao giờ yên lòng được. Tốt rồi, đá đấy, đấy, nào, đều chân vào, muốn đều chân vào. Anh! Đấy! Cái gì thế em? Bạn đồ em phải đóng điên à? Đúng rồi! Chân! Tâm thần không được ổn định. Hay lắm. Ôi! Thế này thì kinh lắm! Anh gửi cho em kịch bản, anh để em phải nghiên cứu kỹ rồi chứ. Giờ em đọc mới thấy. Mà sao anh không bảo với em trước? Thôi, em không đóng đâu. Má em mới gây dựng được hình tượng ngọc nữ, mà giờ đóng cái này, người ta bảo em là cũng đứa bị điên thì sao? Em không đọc kịch bản, giờ em bảo anh không báo cho em trước. Mà trong kịch bản có 45 giây thôi, mà cái đoạn bị trầm cảm cũng một tí thôi. Mà đây là cưỡng cực, chứ không phải là bị điên. Là gì thì em cũng không đóng. Cát xê thì bèo bọt, em không thể vì cái quảng cáo này mà phá vỡ đi bao nhiêu công gây dựng ngành của em được. Tại sao lại thiếu tính chuyên nghiệp thế nhỉ? Giờ này em mới nói anh xoay sở kiểu gì? Cái anh xem cái danh sách casting còn ai không? Anh ơi, đùng một cái thế này em xoay sao kịp? Hay là em hoãn lịch ạ? Hoãn hoãn thế nào? Một ngày sợ biết bao tiền không? Ai em đi vào? Cái gì thế em? Anh
uống đi cho nó hạ hỏa này. Để em làm vai này cho. Ui, sao đây anh? Em làm vai này. Vâng. Em đọc kịch bản kỹ lắm rồi anh ạ. Anh cứ cho em thử đi. Nếu như mà em làm không hay thì anh thay phương án khác cũng được chứ sao. Nhá. Được. Ê. Dạ. Lột đồ con bé kia ra. Nó sinh sự vào lúc này. Lột nó ra. Lột đồ. Nhanh. Phục Trang, lột đồ con dở hơi ra nhé. Nhanh lên. Mấy đứa tao vô gì như lão à? Bậy. Cứ từ từ. Tao bớt em phí đến đây đấy. Anh. Ê. Wow. Cả một tổ yến kìa. Chưa đã bảo mà. Wow. Chỉ một con chim yến. Con kia, đứng lại. Mày tưởng mày là ai mà lao vào giành vai hả con không tên không tuổi kia? Phim à? Không, hình như là thật đó. Ô, cô đang hỏi tôi đấy à? Chứ còn sao nữa à? Trời ơi, khổ. Thế thì để tôi giới thiệu nhá. Tôi tên là Anh Thư, năm nay 26 tuổi. Tên tuổi như thế thì đã đầy đủ chưa? Mày cũng chỉ là thế thân để đóng một con điên mà thôi. Đời đã cho mình vai thì tội gì mà không diễn. Đúng thì làm nai mà sai thì làm cáo. Đằng nào thì tao cũng sắp sửa đóng vai một con điên rồi. Nên tao rất là muốn tặng cho đứa nào láo một cái sẹo ở trên mặt. Nào. Muốn thử không? Đồ con điên. Thân là củ cải mà cứ tưởng mình là nhân sâm. Sống không có tâm thì đừng có giao giảng đạo đức. Con kia, mày vừa nói cái gì hả? Thích đật à? Thích chiến đấu à? Vào đây. Tao không chấp. Về soi lại mình đi nhá. Vênh báo cho ai xem không biết. Con điên. Công nhận, cậu con gái cãi nhau vui vãi mày. Tao đang chờ xem xé quần áo là thế mà không xé. Thôi đi mày. Đâu vậy? Đi ra kiếm vai quần chúng. Kiếm vai quần chúng, kiếm dài tay yến. Cảm ơn con nhé, người con dấu yêu. Từng ngày mang đến cho cha niềm vui tiếng cười. Nhìn thấy con thành công, vững bước trên đường đời. Trong tim cha ngập tràn niềm hạnh phúc. Cảm ơn con nhé, người con dấu yêu. Rồi thời gian sẽ đưa cha về nơi rất xa. Cha muốn ôm con thật lâu, cha muốn hôn lên mái đầu. Con yêu ơi, mong con luôn được bình yên. Cha muốn ôm con thật lâu, cha muốn hôn lên mái đầu. Con yêu ơi, mong con luôn được bình yên.